Công an huyện Vĩnh Lộc vừa đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh ngoài vào địa bàn, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 263 gam ma túy đá, 800 viên hồng phiến cùng nhiều tăng vật có liên quan. Trước đó, qua nắm địa bàn và điều tra cơ bản, Công an huyện Vĩnh Lộc đã phát hiện đường dây chuyên hoạt động mua bán ma túy từ Ninh Bình vào địa bàn huyện Vĩnh Lộc để bán cho các đối tượng nghiện ma túy ở huyện Vĩnh Lộc, Cầm Thủy, Thạch Thành và Yên Định nên đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ ngày 4 tháng 10 năm 2024, ban chuyên án đã bắt quả tang hai đối tượng Lê Công Huy, biệt danh là Huy Béo, sinh năm 1992 và Trương Ngọc Khoa, sinh năm 1995, cùng chú tại xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy đá tại một quán karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn. Điều tra mở rộng, lực lượng công an bắt giữ thêm Trịnh Thế Quang, sinh năm 1997, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, là đối tượng bán ma túy cho Huy về sử dụng. Khám sát khẩn cấp nhà của đối tượng thu giữ nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Tiếp đó, lực lượng chức năng truy nguồn hàng và bắt giữ thêm Bùi Quốc Thiện, sinh năm 1990, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, là đầu mối cung cấp ma túy cho Quang để phân phối cho các con nghiện ở địa bàn huyện Vĩnh Lộc và các huyện giáp danh. Công an huyện Vĩnh Lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.